Hello, xin chào tất cả bạn nha. Tối qua bạn Diệu Thảo có hỏi mình một câu hỏi là tại sao production lead time lại 35 ngày? Thì hôm nay mình xin trả lời thắc mắc của bạn Diệu Thảo. Rồi, cũng giới thiệu luôn, bạn Diệu Thảo là người xúi mình vô ngành may mặc và mình phát triển tới tận bây giờ. Rồi, không biết nên là cảm ơn bạn Thảo hay là trách móc bạn Thảo hay không? Thì các bạn xem qua nhé. Sau khi mình vô ngành may mặc thì mình làm tới tận bây giờ rồi. Mình gặp đầu tiên là mình gặp vợ mình đây nè, rồi ok ha. Mình gặp vợ mình trong 5 năm sau mình quen nhau, rồi đến lúc mình cưới nhau đây. Ok, rồi bây giờ là mình có một thằng cu như thế này. Hey, đây cu mình, Mr. Rock. Rồi ok, rồi chúng ta vô, chúng tôi tào lao tới đủ rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học ha. Tại sao lead time sản xuất lại tới 35 ngày? Rồi mình chỉnh cái. Rồi ok. Tại sao lead time sản xuất lại 35 ngày? Một cái bút đây. Tìm cái bút này. Rồi đây đây đây, các bạn chờ xíu nha. Rồi, tại sao lead time sản xuất lại 35 ngày? 35 ngày tại vì sao? Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Bây giờ hàng sản xuất lên truyền rồi, thì bây giờ mình có cắt speed ha. Cắt speed là sau khi cũng đã cắt xong, chúng ta chuẩn bị lên truyền được rồi. Được chưa? Rồi, đây là bán sản phẩm. Rồi trong điều kiện đẹp đó là sau khi bán sản phẩm cắt xong, chúng ta lên truyền liền luôn. Đây thì các bạn phải hiểu khái niệm lên truyền là gì. Là một truyền trong may mặc thì bao gồm bao nhiêu công nhân? Thông thường là một truyền bao gồm 30 công nhân, và năng suất một quần, mình ví dụ một quần jean căn bản là một ngày output ra được 500 piece một ngày ha. Rồi, và bây giờ ha, bây giờ chúng ta có một đơn hàng là 10.000 sản phẩm, 10.000 piece. Rồi bây giờ lên truyền như thế nào? Thì quá trình phân, quá trình sẽ có một quá trình xếp truyền là quá trình ráp cái sản phẩm, cái bán sản phẩm lại với nhau để sau đó tạo ra mỗi quần. Thì một cái lead time đó có 4 ngày, tức là sau 4 ngày trên truyền thì cái truyền này mới có ra một thành phẩm, quần jean thành phẩm. Rồi ok, 4 ngày ha. Thì sau 4 ngày đó thì truyền mới ra đều được một ngày ra 500 hàng được. Đây 500 hàng. Ok. Rồi ok vậy. Dạ. Rồi chúng tiếp tục ha. Thì với 10.000 sản phẩm thì chia cho 500 thì chúng ta mất tới 20.000 may. Ok. Thì quần jean phải chuyển qua công đức watt ha. Sau khi 4 ngày mà chúng ta ra thành phẩm thì chúng ta một ngày để kiểm hàng, rồi chúng ta đếm số lượng rồi chuẩn bị giao đi watt, thì chúng ta không cần về phải mất một ngày ha. Ok chưa ha. Thì một ngày thì công đoạn watt thì chúng ta một ngày chúng ta được làm được 500 sản phẩm. Rồi thì 500 sản phẩm thì chúng ta mất thêm thêm một công đoạn lead time để bắt đầu ra thành phẩm wash là mất thêm 6 ngày, 5 ngày ha. Rồi, 5 ngày. Rồi, thì mới ra được sản phẩm đầu tiên của wash thì chúng ta mất thêm tới 10 ngày chia 500, mất thêm 20 ngày nữa. Ok, từ đây tới đây 20 ngày nữa. Rồi, sau khi wash xong chúng ta có thêm 5 ngày để hoàn tất. Rồi, chúng ta cộng đi ha. Bây giờ 4 ngày nè, cộng 20 ngày nè, cộng đoạn này là 6 ngày, 6 ngày cộng thêm, và cái đoạn này là chiếm tới cộng thêm 6 ngày lên đây nữa, đúng không ạ? 6 ngày. Rồi chúng ta có tổng cộng là cộng thêm 5 ngày nữa. Chúng ta có tổng cộng là 35 ngày lead time. Bây giờ câu hỏi này, bây giờ câu hỏi nè, chúng ta có thể giảm sao được không? Giảm được. Rất dễ, bằng cách là chúng ta tăng thêm thay vì một chuyền ha, chúng ta tăng thêm hai chuyền. Vậy số ngày mà chúng ta có thể dạ lead time mới là 37 ngày. Rồi, mất 4 ngày lead time để ra thành phẩm đầu tiên và thêm 10 ngày để ra output. Rồi một ngày transfer và cộng thêm 2 ngày watt đó. Ok. Một ngày này cộng thêm 2 ngày, sorry, 2 ngày hoàn tất là chúng ta có 17 ngày. Để giảm lead time, vậy câu hỏi chúng ta nên giảm lead time hay không? Chúng ta phải cân nhắc, tại vì nếu đơn hàng dài thì chúng ta sẽ nâng cao năng suất của công nhân.
và công nhân năng suất cao thì chúng ta sẽ lời nhiều hơn. Chúng ta cân nhắc về lead time. Nếu chúng ta có được confirm tốt với khách hàng về ngày giao hàng, chúng ta nên để một chuyến với 10.000 sản phẩm hơn là hai chuyến với 5.000 sản phẩm. Rồi. Và câu hỏi thứ hai, ví dụ như là đơn hàng là 100 sản phẩm thì chúng ta có mấy chuyện, thì chúng ta 100 chúng ta chia cho 10, chúng ta cần 10 chuyện. Rồi. Rồi, ví dụ nhà máy may của mình chỉ có 5 chuyện thôi, 100 ngàn là cực kỳ cao, chúng ta không nhận đơn hàng hoặc chúng ta tìm một cái giải pháp nào đó gia công bên ngoài. Ok. Bài hôm nay chị là giải đáp của họ bạn Thảo. Và chắc là phải cảm ơn bạn Thảo vì đã cho mình một cái cuộc sống hiện tại bây giờ. Xin chào và hẹn gặp lại. Thảo nhớ like và subscribe nhé. Bye bye.